chào toàn thể các em đến với chương trình giờ học ngữ văn lớp 12. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Vũ Văn Cương, giáo viên môn ngữ văn trường trung học phổ thông Phù Cừ. Hôm nay thầy rất là vui khi tiếp tục lên lớp với các em để trao đổi về bài học Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Ở tiết trước, các em đã được tìm hiểu vài nét về tác giả Nguyễn Minh Châu, về tình huống chuyện và phần thứ nhất của phần đọc hiểu, đó là hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái phần thứ hai trong mục 25 mã, đó là câu chuyện của người đàn bà ở tòa án huyện. Có thể nói câu chuyện của người đàn bà ở tòa án huyện là một cái câu chuyện mà nhà văn đã để cho các nhân vật của mình bộc lộ rất nhiều những cái đặc điểm và cái tư tưởng của các nhân vật. Ở bài học này, xin mời các em giở sách khoa hiện hành trang 73 để chúng ta tiếp tục bài học ngày hôm nay. Chúng ta chú ý lên bảng một chút. Phần thứ nhất là hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng, và chúng ta đi tìm hiểu cái câu chuyện ở tòa án huyện. Hai nhỏ. Thì sở dĩ có cái câu chuyện ở tòa án huyện là bởi vì sau 3 ngày, sau ngày thứ 3, xin lỗi các em, tại bãi biển thì nghệ sĩ Phùng vẫn tiếp tục chứng kiến cái cảnh tượng người đàn ông đánh người đàn bà một cách rất dã man và tàn bạo. Đến lúc này thì buộc Phùng phải can thiệp vào cái việc bạo hành ấy. Chính vì can thiệp vào việc bạo hành ấy mà nghệ sĩ Phùng đã có xô xát với lại người đàn ông. Người đàn bà được mời đến tòa án huyện để giải quyết cái việc gia đình. Và tại cái tòa án huyện ấy, cuộc gặp gỡ giữa người đàn bà, nghệ sĩ Phùng và chánh án đầu dường như là một cái cuộc gặp gỡ mà thể hiện cái mối quan hệ giữa nghệ thuật, luật pháp và cuộc đời. Nếu như nhân vật chánh án đầu đã đại diện cho luật pháp, nghệ sĩ Phùng đại diện cho nghệ thuật, còn người đàn bà sẽ là hình tượng đại diện cho cái cuộc đời đầy lam lũ và cơ cực. Các em thân mến, sau cái cuộc gặp gỡ giữa người đàn bà với nghệ sĩ Phùng và chánh án đầu, thì nghệ sĩ Phùng và chánh án đầu đã bừng tỉnh và có những đổi thay. Và có thể nói là cái cuộc gặp gỡ giữa người đàn bà với nghệ sĩ Phùng và chánh án đầu đã thể hiện được rất nhiều cái quan điểm về nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái câu chuyện của người đàn bà ở tòa án huyện. Phần A nhỏ, câu chuyện của người đàn bà hàng trải. Thì như các em đã biết, khi mới đến tòa án, người đàn bà hàng trài rất là húm núm, sợ sệt. Và khi được chánh án đầu gợi ý bỏ chồng, chị cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Chị cảm giác như mình đã bị dội một gáo nước lạnh các em ạ. Và chị cuống cuồng van xin. Sau cái phút giây hoảng loạn ấy, thì chị đã bình tĩnh trở lại và giải bày cái câu chuyện về cuộc đời mình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem cái câu chuyện của người đàn bà ở đây như thế nào. Đấy. Thì khi còn trẻ thì người đàn bà ấy vốn xấu xí, thô kệch, mặt dỗ. Chị dỗ mặt sau một trận lên đậu mùa. Thì các em thấy rằng ấy, cái việc mà lên đậu mùa và để lại cái hậu quả như thế cũng là cái chuyện thường thấy khi mà đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, cái trang thiết bị y tế vẫn còn nhiều thiếu thốn. Và chính vì xấu xí, thô kệch như thế, cho nên là không có một chàng trai nào muốn đến và muốn lấy người đàn bà về làm vợ. Các em ạ, tuy nhan sắc thì không phải là yếu tố số một, không phải là tất cả để đưa người phụ nữ đến với hạnh phúc. Nhưng trong cái hoàn cảnh khó khăn thì đây chính là một cái nỗi thiệt thòi rất lớn
của người đàn bà. Vì cái nhan sắc ấy cho nên là chị cũng ít có cơ hội để đến với hạnh phúc, và chị phải chịu cái cảnh muộn màng, lỡ giờ. Trong cái cảnh muộn màng lỡ giờ ấy thì có một anh hàng trài đã đem lòng yêu thương chị một cách chân thành và lấy chị về làm vợ. Thì cứ tưởng rằng cái cuộc đời của chị từ đây sẽ bước sang một trang mới. Nhưng chúng ta hãy nhìn xem cái gia cảnh của chị. Cái gia cảnh của người đàn bà ở đây ấy, thì các em dễ dàng nhận thấy đây là một gia đình rất là đông con, sống trên chiếc thuyền chật hẹp. Giống như rất nhiều cái gia đình hàng trai khác, gia đình chị trên dưới 10 người con các em ạ. Trên dưới 10 người con, mà từng ấy con người sống trên chiếc thuyền chật hẹp. Thì các em tưởng tượng này, giữa lênh đênh biển khơi như thế, thì cái cuộc sống của gia đình người hàng trài này cực kỳ là khó khổ. Đấy. Cực kỳ là thiếu thốn. Vì cực kỳ khó khổ, thiếu thốn như thế, cho nên ấy, vào mỗi khi trời làm biển động, có khi cả gia đình người hàng bà, đàn bà hàng trài này phải ăn xương rồng luộc chấm muối các em. Đấy. Cái hình ảnh ăn xương rồng luộc chấm muối ở đây ấy, rõ ràng là một cái câu chuyện sau khi đất nước đã được thống nhất. Nhưng nó lại gợi cho người ta về những cái nỗi ám ảnh về cái đói, cái rét trong sáng tác của nhà văn Nam Cao trước cách mạng. Thì ở đây các em có thể thấy là từ cái gia cảnh ấy mà cái gia đình ấy hiện lên thật là nghèo khổ, bấp bênh, bất chắc và lạc hậu. Tại sao lại nói là lạc hậu? Bởi vì lênh đênh trên biển suốt ngày như thế thì làm sao có điều kiện để tiếp cận với các cái chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đây cũng là một cái hệ quả của cái đói, cái nghèo. Và các em ạ, chính vì nghèo khổ triền miên liên tục như thế, đói túng, túng đói, và người đàn bà này đã rơi vào cái cảnh rất là ngang trái. Ngang trái như thế nào? Chị đã trở thành một cái nạn nhân của cái tình trạng bạo hành trong gia đình. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái cảnh ngộ của chị. Các em lưu ý về cái cảnh ngộ của chị. Chúng ta nhớ lại cái cảnh của chị bị chồng đánh sau bãi xe tăng hỏng. Người đàn ông hùng hổ rút chiếc thắt lưng ra, quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Giọng thì vừa rên rỉ, đau đớn. Chúng mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ. Và các em thấy là gì ạ? Khi mà bị thường xuyên đánh đập ấy, chưa đủ đâu. Cao hơn nữa, cái việc bạo hành này đã trở thành một cái quy luật các em ạ. Quy luật như thế nào? 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Các em nghĩ cái quy luật đấy, trong một năm thì người đàn bà này đã phải chịu không biết bao nhiêu trận đòn. Do đó, những trận đòn roi này đã biến người đàn bà trở thành cái nạn nhân bi thảm, triền miên, đầy nghiệt ngã. Các em ạ, người ta đong đếm cái cuộc đời mình bằng những tháng năm, bằng những niềm vui hạnh phúc. Nhưng ấy, người đàn bà ở đây lại đong đếm cuộc đời mình bằng những cái trận đòn roi hết sức là tàn độc. Đây cũng là một cái nỗi khổ của những cái con người mà sau khi đất nước vừa giải phóng. Và có lẽ qua cái cảnh ngộ bi thảm triền miên ấy, nhất là cái cảnh tượng bạo hành sau bãi xe tăng hỏng, nhà văn Nguyễn Minh Châu dường như muốn gửi đến một cái thông điệp sâu sắc với người đọc là chiến tranh đã qua đi, nhưng còn rất nhiều những người nghèo khổ. Vẫn còn rất nhiều những người nghèo khổ. Hóa ra sau chiến tranh
đằng sau những cái cuộc diễu binh hoành tráng, đằng sau những tấm huy chương lấp lánh, đằng sau những khúc tráng ca chói ngời chí khí ấy, lại là những giọt nước mắt vẫn âm thầm rơi giữa cuộc sống đời thường. Những giọt nước mắt ấy rơi vì sao? Những giọt nước mắt ấy rơi vì đói nghèo em ạ. Những giọt nước mắt ấy rơi vì nạn bạo hành trong gia đình. Và dường như những cái dư chấn của cuộc chiến không dễ gì nguôi ngoai các em. Có những cái nỗi đau vẫn cứ tiềm tàng trong cái cuộc sống bộn bề này. Tuy bị bạo hành như thế, nhưng người đàn bà hàng trai ấy lại có một cái nhìn rất bất ngờ về người chồng. Cái điều này khiến cho câu chuyện cũng rẽ sang một cái bước ngoặt mới. Các em lưu ý là nếu Phùng và Đẩu coi người chồng, người đàn ông kia là tên vũ phu, thì người đàn bà lại nhìn thấy ở người chồng này có những cái điểm tốt. Có những cái phẩm chất mà theo cái lời giải bày của chị, khi nói chuyện với người chồng, thì chồng của chị đến với chị lúc lỡ làng. Chồng của chị vốn rất là hiền lành, không đi lính ngụy, không nghiện rượu, nhưng đánh vợ vì khổ quá các em. Qua cái lời giải bày này ấy, các em có thể thấy thế này này. Chính cái người đàn ông ấy đã đem đến tình duyên, đã đem đến cái thiên chức được làm vợ, làm mẹ của chị, mà tưởng ngỡ rằng chị không bao giờ có được. Một cái điểm tiếp theo ấy, các em thấy này, anh ta không đi lính cho ngụy, nghĩa là cái ý thức công dân, cái tôi của anh ta, cái tôi công dân của anh ta là cũng rất là đáng trân quý. Anh không tiếp tay cho cái ác phát triển. Thì đấy cũng là một cái điều mà người đàn bà ghi nhận ở người đàn ông. Đấy. Chính vì những cái điều đó mà người đàn bà trong cái câu chuyện đấy, trong tác phẩm này, lại có cái cách ứng xử rất đặc biệt khi bị chồng đánh. Đấy. Khi bị chồng đánh, người đàn bà này không kháng cự, chấp nhận để chồng đánh trở thành một cái quy luật và xin được đưa lên bờ đánh. Các em nhớ lại cái cảnh ở ngoài bãi biển khi người đàn bà bị chồng đánh. Chị không van xin, không trốn chạy. Và nếu như chỉ nhìn vào cái bề ngoài thì các em có thể nhận thấy này, người đàn bà này nhu nhược, mà nhu nhược đến mức mù quáng. Tại sao mà để cho chồng mình đánh đập một cách tàn nhẫn như vậy mà vẫn im lặng? Nhưng đi tìm hiểu sâu vào bên trong, các em mới thấy được cái người đàn bà này ấy thực sự là một người phụ nữ thấu hiểu rất là sâu sắc những cái lý lẽ trong cái cuộc sống vợ chồng. Chị chịu đựng cái cảnh ấy là bởi vì ấy, chị thấu hiểu được cái nỗi thống khổ của người chồng đang phải gánh vác. Các em lưu ý, chị chịu đựng được là do là chị thấu hiểu được cái cảnh ngộ của chồng mình là trụ cột của một cái gia đình mà trên dưới 10 miệng ăn, lênh đênh giữa biển khơi, phiêu dạt nay đây mai đó. Thứ hai ấy, là chị biết ơn những cái ân tình mà người chồng đã dành cho mình, như trên thầy giáo đã đề cập với các em. Và cái thứ ba ấy, thì các em thấy là gì? Trong cái lời giải bày của chị cũng thấy được mình có lỗi. Cái lỗi đấy là giống như chị ngậm ngùi
nhận tại lũ đàn bà chúng tôi đẻ nhiều quá. Đẻ nhiều quá cho nên là nỗi khổ, nỗi đói chồng chất lên nhau. Chị cũng nhận trong cái nỗi khổ của chồng có cái nguyên nhân là mình. Đấy. Và cái mình dung thế này, vì là thấu hiểu như thế, cho nên là chị tự nguyện để chồng đánh. Chị coi đó như là một cái nỗi san sẻ với chồng, san sẻ cho cùng anh những cái uẩn ức, những cái bức bách, những cái căng thẳng mà cái công cuộc mưu sinh người đàn ông đã phải gồng mình lên với gia đình của mình. Thì các em lưu ý, không phải là chúng ta cứ nghĩ là cái người đàn bà này sao lại có một thể nhẫn nhịn một cách mù quáng như thế được. Thì ở đây các em hãy quan sát từng lớp lang để chúng ta thấy được cái quá trình ấy nó phải có những cái nguyên nhân nhất định. Và các bạn thấy này, trong cái câu chuyện với Đầu và Phùng thì từng lời tâm sự của người đàn bà ở đây rất là thấm thía. Thấm thía về cái nghĩa tình, thấm thía về cái bao dung. Và chúng ta thấy được rằng ở người đàn bà là cả một cái sự cam chịu, nhẫn nhục, nhưng thấu hiểu rất là sâu sắc. Bao dung. Mà cuộc sống vợ chồng các em biết rồi đấy, không thể nào lúc nào cũng cơm lành canh ngọt được. Cái hiểu nhau và cái bao dung cho nhau là cái điều hết sức là quý giá. Không chỉ là một cái người phụ nữ thấu hiểu sâu sắc người chồng của mình, mà chị ở đây còn là một người mẹ rất là tuyệt vời. Chúng ta tìm hiểu cái hình ảnh người đàn bà với lại các con của mình. Thì với các con của mình thì các em bám sát cho thầy một vài cái chi tiết sau. Chi tiết thứ nhất là vui nhất khi thấy các con được ăn no. Thứ hai là xin được chồng đưa lên bờ đánh để tránh làm tổn thương con. Cái chi tiết thứ ba là chị đã đưa thằng Phác về ở với ông ngoại để tránh cái sự xung đột với cha. Thế thì ở đây các em thấy này, cái hạnh phúc của người mẹ không có cái gì khác là nhìn thấy con mình được ăn no mặc ấm. Chị biến cái hạnh phúc của con, cái no ấm, no đủ của con thành cái hạnh phúc của mình. Và chị xin được chồng đưa lên bờ đánh để tránh làm tổn thương tới các con. Vì làm sao? Chị không muốn tất cả những đứa con của chị về sau này sẽ giống như thằng Phác, vì bênh vực mẹ mà thù hận với cha, đánh lại cha. Như tiết 1 chúng ta đã tìm hiểu. Và các em thấy rằng là những cái đánh nhau của bố mẹ mà để cho trẻ em chứng kiến, tận mắt chứng kiến, thì có khi nó là một cái nỗi ám ảnh theo suốt cả cuộc đời của những đứa con. Cho nên là người đàn bà rất lo về cái sự phát triển nhân cách của các con. Và cái việc đưa thằng Phác trở về để ông ngoại nuôi cũng là một cái điều đó. Rất thương con, không muốn là con trở nên bất hiếu với cha kèm. Và trong cái câu chuyện của mình ấy, thì chúng ta cũng thấy người đàn bà ở đây ấy, rất là yêu thương con sâu sắc, hết lòng hy sinh vì con. Cũng trong cái câu chuyện với Phùng và Đầu thì các em thấy là chị đã đưa ra những cái lý do mà mình không bỏ chồng. Tại sao lại có những cái lý do này? Thì thứ nhất, trên thuyền không thể thiếu được một người đàn ông để chèo chống. Thứ hai
là vì các con. Và cái thứ ba, gia đình chị cũng có những phút giây rất là hạnh phúc. Bây giờ các em thử nghĩ xem, toàn bộ cái gia đình trên 10 người con đấy, nếu như không có người đàn ông kia treo chống nút phong ba dung tố, thì liệu rằng cái gia đình ấy sẽ đi về đâu? Và trong cái tâm sự của người đàn bà, các em thấy là gì? Người đàn bà nói là trời sinh ra, đàn bà chúng tôi sống ở trên biển thì sinh con, nuôi con, chứ không giống như người đàn bà ở trên đất liền được. Vì con cho nên là phải cam chịu, phải hy sinh tất cả. Và đấy cũng là cái điểm khác giữa người phụ nữ lênh đênh phiêu dạt trên biển khơi với những người phụ nữ sống ở trên đất liền. Và các em thấy rằng gia đình chị cũng có những cái phút giây rất là hạnh phúc, dù nó nhỏ nhoi, nhưng chị vẫn coi đó, vẫn chất chiêu nó để làm lẽ sống cho mình, để làm cái nguồn động lực cho mình để tiếp tục nuôi dạy các con cùng với chồng. Đấy. Thì các em chú ý cho thầy giáo, những cái lý do đấy rất là chính đáng. Những cái lý do đấy đã thể hiện một cái tấm lòng bao dung, thấu hiểu, nghĩa tình, biết chắt chiu, gìn giữ hạnh phúc. Đấy. Thế thì bên cạnh đó, nhân vật người đàn bà còn hiện lên trong mối quan hệ với Phùng và Đậu. Trong câu chuyện giữa người đàn bà và Phùng với Đậu, thì người đàn bà cũng tỏ rõ những cái thái độ nhất định. Các em cùng hình dung lại, lúc người đàn bà mới đến thì chị rất là khúm núm, sợ sệt. Khi được Tránh Án Đầu gợi ý bỏ chồng nhé, van xin không được bỏ, thì chị van xin không bỏ chồng. Ba là khi giải bày chuyện đời tư thì chị rất là thấu hiểu, cảm thông với cái nhìn thiếu chủ quan, thiếu thực tế của Phùng và Đậu. Chúng ta nhớ lại, khi Tránh Án Đầu muốn người đàn bà từ bỏ chồng để giải quyết dứt điểm cái tình trạng bạo hành này, thì người đàn bà lập tức hốt hoảng van xin, thậm chí là chịu tội thay cho chồng, đi tù thay cho chồng cũng được, nhưng không bắt con bỏ nó. Rồi đến khi mà chị giải bày chuyện đời tư, chị đang ngồi gục mặt, chị ngẩng lên nhìn lần lượt mặt của Phùng và Đậu và nói rằng là các chú không phải là những người làm ăn khó nhọc, cho nên các chú không thể hiểu được. Đấy. Như vậy các em thấy trong cái câu chuyện này, người đàn bà đã tỏ rõ mình là một cái người phụ nữ rất là sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời. Và người đàn bà này vốn ít học các em ạ, thậm chí là không biết chữ. Còn Phùng và Đậu thì sao? Đậu thì là tránh án của một tòa án huyện, Phùng thì là một nhân viên trong một cái phòng nghệ thuật. Hai người này ít nhiều cũng học hành đàng hoàng. Thế nhưng qua cái câu chuyện với người đàn bà thì họ cũng đã bắt đầu vỡ nhẽ. Người đàn bà hình như là đã cho họ hiểu ra hơn những cái điều mà bấy lâu nay họ nhìn cuộc đời hời hợt quá. Người đàn bà đã cho họ cái cách để nhìn nhận về cuộc sống. Cuộc sống này đòi hỏi những người nắm giữ pháp luật phải nhìn vấn đề ở nhiều chiều thì mới thấy được bản chất của sự việc. Tránh một những cái nhìn phiến diện chủ quan. Nếu như có những cái cách nhìn ấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được cái phương án giải quyết tốt nhất trong cái công việc của mình. Thế như vậy thì chúng ta thấy này, mỗi lúc nhân vật người đàn bà hiện lên thì càng làm cho người đọc rất là ngỡ ngàng, cảm phục. Và chúng ta
có thể đi đến những cái nhận xét về người đàn bà trong cái câu chuyện ở tòa án huyện như sau. Thứ nhất, về nhân vật người đàn bà hàng chài, thì đây là một người phụ nữ hết lòng vì chồng, vì con, có cái nhìn bao dung, thấu hiểu, độ lượng, tâm hồn tỏa chất ngọc giữa cuộc đời còn lam lũ cơ hàn. Hai, người đàn bà ấy là biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam, ẩn chứa những thông điệp sâu sắc của nhà văn. Về nghệ thuật xây dựng nhân vật, thì các em chú ý thầy giáo này. Nhân vật người đàn bà này được hiện lên qua sự phát hiện của nghệ sĩ Phùng và Chánh Án Đầu. Thứ hai này, nhân vật tự bộc lộ qua lời kể. Mỗi lời kể là một nỗi đời cơ cực mà chị đã đi qua, đã trải qua. Và khi xây dựng nhân vật, tác giả đã sử dụng cái ngôn ngữ rất là dung dị, trầm lắng mà chịu nặng suy tư. Khi xây dựng được cái nhân vật người đàn bà hàng chài này, thì chúng ta có thể khẳng định nhà văn đã xây dựng được một hình tượng đánh dấu bước ngoặt trong cái sáng tác, trong sự nghiệp sáng tác của mình, với cái sự thay đổi về quan niệm về mặt nghệ thuật. Các em nếu đã đọc chuyện Mảnh Trăng Cuối Rừng của nhà văn Nguyễn Minh Châu, thì chúng ta thấy là cái hình tượng người phụ nữ trước năm 7 năm của Nguyễn Minh Châu là một hình tượng người phụ nữ gần như có một vẻ đẹp toàn diện, từ cái tên gọi, từ lời nói đến hành động. Nhưng ở đây, người đàn bà này lại hoàn toàn khác. Người đàn bà này, thậm chí các em để ý này, tác giả chỉ gọi bằng mụ, giống như bao nhiêu người phụ nữ vùng biển khác. Để gì? Người nhân vật đấy hòa cùng với bao nhiêu người đàn bà lấm láp ngoài biển khơi kia. Đấy là những cái hạt ngọc ẩn giấu trong đời thường mà cả cuộc đời Nguyễn Minh Châu đi tìm. Các em vừa với cùng với thầy giáo đi tìm hiểu câu chuyện của người đàn bà ở tại tòa án huyện. Thì qua cái câu chuyện của người đàn bà ở tòa án huyện này, thì thầy cũng có hai câu hỏi để muốn các em bày tỏ cái quan điểm của mình. Cái câu hỏi thứ nhất này, qua câu chuyện về người đàn bà hàng chài trong tác phẩm, chúng ta rút ra được những bài học gì về cách nhìn nhận con người trong cuộc sống? Thì để trả lời cái câu hỏi này, thầy lưu ý với các em một số điểm sau. Điểm thứ nhất này, trong con mắt của Đẩu và Phùng, người đàn bà hiện lên như thế nào? Trong lời tự giải bày, người đàn bà hiện lên ra sao? Điểm thứ hai, hãy quan sát, tìm hiểu trong thực tế về cách nhìn nhận và cách đánh giá về con người của những người xung quanh. Nhất là việc đánh giá bình phẩm về một ai đó trên mạng xã hội. Em thấy cái cách đánh giá bình phẩm ấy như thế nào? Vì sao? Thì cái câu hỏi này có hai cái vấn đề mà thầy giáo muốn lưu ý với các em. Câu hỏi số 2. Từ câu chuyện về gia đình người đàn bà hàng chài trong tác phẩm, em thử nêu một vài giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực gia đình hiện nay. Thì để giải quyết được cái nhiệm vụ này, thầy cũng có những cái gợi ý như sau. Thứ nhất là em hãy tìm ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong gia đình người đàn bà hàng chài. Thứ hai là em cũng hãy quan sát trong thực tế đời sống xung quanh mình. Em thấy hiện tượng ấy còn tồn tại hay không? Có phổ biến không? Thường xuất phát từ những nguyên nhân nào? Thì trả lời được những cái ý này, thì thầy tin rằng các em sẽ đã chọn cho mình được một cái câu trả lời và một cái phương pháp đúng đắn nhất. Bài học Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu tiết 2 ngày hôm nay đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn các em đã chú ý quan sát theo dõi.